Lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 27 thường niên, ngày 8 tháng 10 2021. Nhớ vào lời chuyện cầu của mẹ Maria, đoàn con xin dâng lên Chúa lời kinh thiết tha văn này. Cầu xin Chúa thương nhân loại cho dịch bệnh mau trong con. Lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 27 thường niên, ngày 8 tháng 10 2021. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ sáu chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu trên cây thập giá 3 giờ chiều ngày thứ sáu tuần thánh. Trái tim được mở ra, máu và nước tuôn trào để rửa sạch và thánh hóa nhân loại. Ta cầu nguyện cho những người tội lỗi, trong đó chính chúng ta, tôi và anh chị em, cũng là những tội nhân, được ơn sám hối quay trở về với lòng thương xót Chúa, nhất là những người đang đắm chìm trong những tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê sắc dục, những người lạc đạo, rối đạo, những người xa lìa tình yêu của Chúa, khô khan quay lạnh, bỏ xưng tội rước lễ nhiều năm tháng. Xin cho họ được ơn sám hối quay về với lòng thương xót Chúa để được Chúa thương, Chúa cứu. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa. Ngày thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 27 thường niên. Bài đọc 1 năm lẻ trong sách ngôn sứ Gioan, chương 1 câu 13 đến câu 15, chương 2 câu 1 đến câu 2. Bài trích sách ngôn sứ Gioan. Hỡi các tư tế, hãy mặc áo vải thô mà than van kêu khóc. Rú lên đi, hỡi những người phục vụ bàn thờ. Hãy đến, mặc áo vải thô mà thức suốt đêm. Hỡi những người phục vụ Thiên Chúa. Vì lễ hiến dâng và lễ tứ rượu đã bị cấm cử hành nơi nhà Thiên Chúa. Hãy ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng, triệu tập các cụ già và toàn thể cư dân trong xứ tại nhà Đức Chúa Thiên Chúa các ngươi. Hãy kêu lên Đức Chúa, ôi ngày đáng sợ thay, ngày của Đức Chúa quả đã gần kề. Ngày sẽ đến tựa cơn tàn phá do lệnh đấng toàn năng. Hãy rút tù và tại Sion, hãy kêu la trên núi thánh của ta. Run lên đi, mọi cư dân trong xứ, vì ngày của Đức Chúa đến rồi, ngày ấy đã kề bên. Ngày tối tăm u ám, ngày mây mù tối đen. Một dân đông đúc và hùng mạnh đang tràn ngập núi đồi như thể ánh bình minh. Một dân như vậy xưa nay chưa hề có, và muôn năm muôn đời cũng sẽ chẳng bao giờ có nữa. Đó là lời Chúa. Mình xem lặp lại câu đáp: Chúa xét xử thế giới theo lẽ công minh. Lạy Chúa, con hết lòng cam tạ, kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm. Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa, đàn hát kinh danh Ngài, lạy đấng tối cao. Chúa sẽ xử thế giới theo lẽ công minh. Ngài hăm dọa chư dân, tiêu diệt lũ gian tà, tên tuổi chung cũng xóa đi vĩnh viễn. Kìa chư dân xa vào hô trung đào, chân mắc lưới chinh mình giăng sẵn. Chúa sẽ xử thế giới theo lẽ công minh.
công minh. Về phần Chúa, Chúa ngự trị ngàn đời, Ngài lập tòa xét xử, Ngài xét xử thế giới theo lẽ công minh, cai trị muôn dân theo đường chính trực. Chúa xét xử thế giới theo lẽ công minh. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 11 câu 15 đến câu 26. Luca 11, 15 đến 26. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bún mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Ben-Zibun mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Ben-Zibun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn ngự nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói, ta sẽ trở về nhà của ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước dọn dẹp hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, như chúng tôi vẫn nào ước trong cơn đại dịch là tất cả những người công giáo, như là ở Việt Nam và đặc biệt là tại thành phố Sài Gòn, đang bị cơn đại dịch nó hoành hành, tàn phá khủng khiếp, người bệnh, người đau, người chết, người đói, người thất nghiệp, người phá sản. Sự dữ nó hoành hành như vậy, một kẻ thù vô hình nó tấn công như thế, thì phải múc lấy, kín lấy, cậy vào sức mạnh vô hình của đấng đầy quyền năng. Một đấng đầy quyền năng chỉ thi thố quyền năng của Ngài ra để cứu giúp con người, chứ không để thống trị, áp đặt, áp bức con người. Mà nếu ta không kêu cầu, ta chưa chứng tỏ lòng tín thác và quyền năng lòng thương xót của Chúa. Cho nên đọc thông báo của Tòa Giám mục kêu gọi là tất cả những người công giáo ở Việt Nam, ngày 17 là ngày dâng lễ cầu nguyện cho những người đã qua đời, cầu nguyện cho những người mà là bác sĩ, y sĩ, thiện nguyện viên, những người qua đời trong cơn đại dịch, nhất là những thiện nguyện viên, rồi cầu nguyện cho những bệnh nhân trong cơn đại dịch được Chúa chữa lành, cầu nguyện cho những gia đình đau thương tan nát vì có người bị bệnh, có người qua đời vì thất nghiệp, vì đói cơm ăn áo mặc. Ngày đó là ngày cầu nguyện xin Chúa cất đi cơn đại dịch, cả
các nhà thờ ở Việt Nam và kéo dài đến ngày thứ sáu 22 tháng 10 là ngày ăn chay toàn quốc. Giáo hội Công giáo Việt Nam ăn chay hãm mình cầu nguyện. Đúng vào ngày thứ sáu là ngày của lòng thương xót Chúa, khẩn khoản này xin Chúa xót thương chúng con và toàn thế giới nhờ cuộc tử nạn, cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu. Xin Cha thương xót, cất đi cơn đại dịch. Chúng con thống hối, chúng con ăn năn, chúng con sám hối và chúng con dâng những hy sinh nhỏ bé của chúng con kết hợp với đau khổ của Chúa trên thập giá để khẩn nài Chúa xót thương chúng con và toàn thế giới trong cơn đại dịch. Đọc được thông báo đó, mừng quá thưa anh chị em. Cái khao khát, cái mong ước mà vẫn chia sẻ với anh em xưa đến giờ để đem sau tất cả những người Công giáo Việt Nam cùng cầu nguyện, cùng tha thiết nài xin lòng thương xót Chúa, cùng thông hối, cùng ăn chay, cùng hãm mình. Và cũng đặc biệt trong tháng 10 tháng Mân Côi này nữa, với chàng Chúa Mân Côi, Chúa lòng thương xót, nhờ mẹ đến với Chúa, nhờ mẹ truyền cầu cùng Chúa những lời tha thiết nài xin của chúng con, giống như là ta nghe trong lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 27 thường niên, bài đọc 1 trong sách Ngôn Sứ Gioan. Hỡi các tư tế, hãy mặc áo vải thô mà than van kêu khóc. Rú lên đi, hỡi những người phục vụ bàn thờ, hãy đến mặc áo vải thô mà thức suốt đêm, hỡi những người phục vụ Thiên Chúa. Vì lễ hiến dâng và lễ tưới rượu đã bị cấm cử hành nơi nhà Thiên Chúa. Hãy ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng, triệu tập các cụ già và toàn thể cư dân trong xứ tại nhà Đức Chúa. Thiên Chúa các ngươi, hãy kêu lên Đức Chúa. Thưa anh chị em, hãy kêu lên Đức Chúa, hãy mặc vải thô than van kêu khóc. Nhất là những người phục vụ bàn thờ, các linh mục, các tu sĩ, các thừa tác viên, những người mà chúng ta thấy là đã bị cấm cử hành nơi nhà Thiên Chúa. Các thánh lễ, các sinh hoạt tôn giáo đều phải tạm ngưng hết, nhà thờ đóng cửa, mọi hoạt động tôn giáo, nhất là giáo lý cho thiếu nhi và giới trẻ tạm ngưng. Thưa anh chị em, kéo dài đến 5 tháng rồi, mà nó sẽ làm cho con người ta đôi khi bây giờ có những bạn trẻ bảo thích đi lễ online hơn là đi lễ thật. Vì đi lễ online muốn đi chỗ nào thì đi, thích cha nào giảng thì bấm vào chỗ đó, thích nhà thờ nào hát ca đoàn hát hay thì bấm vào đó. Và có cảm giác như là mình đi lễ online như là đi lễ thật vậy. Mà Đức Tổng mới nhắc nhở trong lá thư vừa rồi là lễ online không thay thế thành lễ thật được. Không thể, nó chỉ giúp cho mình được nuôi dưỡng lòng tin của mình, nhất là được nghe lời của Chúa, được hiệp thông với cộng đoàn mà cầu nguyện. Ngoại trừ những người đau bệnh, những người không thể đi lễ được. Còn nếu bây giờ mà được điều kiện cho phép, nhưng mà cũng phải hết sức cẩn thận, vì mình úa ra đường, ào ra đường vào đầy trong nhà thờ rồi lại lây nhiễm, vì có những người giữ, có những người không giữ, và những người không giữ sẽ bị những người kia lây sang mình. Cho nên cũng phải cẩn thận. Nhưng mà cái điều quan trọng không phải là ùa ra đường, không phải là ao ao vào trong nhà thờ. Có những người bảo thèm, cái thèm khát đó rất tốt. Cái khao khát, cái thèm khát được tham dự thánh lễ, được rước mình thánh Chúa, được nghe lời Chúa trực tiếp. Một bàn tiệc thực sự rất là đúng, rất là chính đáng, nhưng cũng phải cẩn thận. Vì Chúa ban cho mình sự khôn ngoan để mình phân biệt, cân nhắc nên hay không nên, làm như thế nào, lúc nào. Vì thế mà điều quan trọng là cái tâm hồn của mình. Mình có ào ra đường, mình có vào đầy chật nhà thờ mà lòng mình không có thông hối thực sự, chỉ là làm nghi lễ, làm thủ tục thì cũng không nghĩa lý gì. Mà ngược lại, mình không thể đến nhà thờ được, nhưng mà trong năm tháng vừa qua, nhiều anh chị em hàng ngày vẫn đón nhận những món ăn thiêng liêng mà chúng tôi gửi đến cho anh chị em rất là sốt sáng. Có khi còn sốt sáng hơn trước nữa. Có khi xưa giờ đi lễ chỉ là đến nghe cho nó xong, hoàn thành thủ tục thôi, rồi đi về. Còn bây giờ có nhiều thời giờ,
mà có thể được nghe đi nghe lại. Mới rồi có một bà ở bên Na Uy, 75 tuổi, gọi điện thoại nói: "Trời ơi, may quá, suốt cơn đại dịch 2 năm nay, ngày nào con cũng được thưởng thức những món ăn tinh thần cha gửi đến. Con vừa bán hàng, vừa nghe liên tục, nghe xong, nghe tới, nghe lui, nghe tới, nghe lui, cứ như vậy. Mà nhờ đó mà giúp cho con được đón nhận lời của Chúa, được nuôi dưỡng, cho đức tin của con được vững hơn. Nếu mà không như vậy thì con sẽ không biết là mình sẽ đi về đâu và như thế nào." Đó, thưa anh chị em. Và có nhiều người ngoại đạo cũng còn thích nghe và quay về với Chúa. Thế thì cái điều quan trọng là cái tinh thần sám hối. Hãy khóc lóc, kêu van, mặc áo vải thô, thức suốt đêm vân vân. Những cái hình thức đó là những cái diễn tả cái tâm tình bên trong của mình, là thống hối, là ăn năn, là nài xin Chúa thương xót chúng con vì chúng con đã lỗi phạm, đã xúc phạm đến Chúa, xúc phạm đến anh em, đã phủ nhận quyền năng của Chúa, đã lạm dụng cái quyền năng mà Chúa ban cho con, lạm dụng quyền Chúa ban mà lại không đón nhận quyền năng của Chúa trên cuộc đời của chúng con. Cho nên tự chúng con sử dụng quyền ấy điều khiển cả thế giới, muốn thế giới nằm trong vòng tay của mình, muốn dùng quyền lực của mình để khống chế, thống trị tất cả mọi người, mọi dân, mọi nước, để mình làm bá chủ vũ trụ thế giới này. Đó. Mà bây giờ Chúa để cho nó xảy ra cái biến cố virus corona đó, để chúng con thấy được cái giới hạn của mình, mà cũng để chật ra những con người nào có tham vọng bá quyền nó lòi hết ra, để chúng con thấy được bộ mặt thật, và chúng con thấy được cái giới hạn của mình. Xin Chúa, những ngày qua, ôi ngày đáng sợ, ôi là ngày đáng sợ. Ngày của Đức Chúa quả đã gần kề, ngày sẽ đến tự cơn tàn phá do lệnh đấng toàn năng. Hãy rúc tù và tại Sion, hãy kêu la trên núi thánh của ta, run lên đi mọi cư dân trong xứ, vì ngày của Đức Chúa đến rồi, ngày ấy sẽ kề bên. Ngày tối tăm u ám, ngày mây mù tối đen. Thưa anh chị em, tiên tri thật báo cho biết được cái, nhận biết được cái quyền năng của Chúa. Và có nhiều người bây giờ lời Chúa đã cảnh báo trước là ngày tận thế sẽ đến, ngày cánh chung sẽ đến, run lên đi, ngày tối tăm, ngày mây mù, u ám. Nhắc nhở họ để họ sám hối quay trở về. Ngay trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng đã nói, Tân Ước lại càng nói rõ hơn. Mình không biết ngày nào, giờ nào, nhưng mà ngày của Chúa sẽ đến. Và Chúa Giêsu nói rằng là ngày Chúa đến trong vinh quang, ngày đến lần thứ hai, ngày đó tất cả mọi người chúng mong ước là nhận biết quyền năng Chúa, hoặc ít nhất được nghe biết về lòng thương xót của Chúa. Nhận biết quyền năng và lòng thương xót của Chúa, muốn nhận biết thì phải được nghe, muốn được nghe thì phải có người đi rao giảng, có người đi loan báo. Như Joel đã loan báo cho dân Do Thái, thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng lãnh sứ mạng là loan báo, loan truyền, công bố cho mọi người về quyền năng lòng thương xót Chúa. Ngày ấy sẽ đến, ngày mà quyền năng lòng thương xót Chúa được tỏ hiện. Mà chúng mong ước mọi người sẽ nhận biết quyền năng lòng thương xót Chúa nhờ được nghe. Mà nếu họ không được nghe thì trách nhiệm của chúng ta, những người công giáo, những người tông đồ lòng thương xót Chúa, những người đang nhận biết quyền năng lòng thương xót Chúa mà không thông báo, không loan báo, không đi làm chứng, không đi loan truyền cho mọi người để họ nhận biết quyền năng của Chúa, chứ không phải là họ cứ thể hiện cái quyền của họ ra, quyền lực của họ ra để thống trị thế giới, thống trị nước khác, thống trị người khác. Và đã nói rõ rồi, ta cần gì phải nhờ ông này bà kia nói tiên tri nữa. Thưa anh chị em, xưng mình là được Chúa Đức Mẹ mà khải thông báo là sẽ 3 ngày 3 đêm tối tăm, rồi thế này thế khác, mua nước, mua rượu, mua nến gì đủ thứ. Cần gì phải cái thứ đó nữa, thưa anh chị em. Lời Chúa đã nói rồi. Và bây giờ mỗi một người chúng ta đón nhận lời Chúa và mình đi loan báo, loan truyền cho người khác về cái việc đó, để họ nhận biết quyền năng của Chúa. Và khi họ nhận biết quyền năng của Chúa rồi thì họ thuộc về Chúa.
Vì ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thiêu góp là phân tán. Chúa nói rất rõ, ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Không cùng với Chúa đi loan truyền tin mừng của Chúa, không cùng với Chúa đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, không cùng với anh chị em của mình mà đi theo Chúa, làm tông đồ của Chúa, làm công việc của Chúa, thi hành thánh ý của Chúa, là chống lại Chúa đấy, thưa anh chị em. Không phải tôi cứ thụ động, cứ ngồi đó cho nó an toàn, rồi tôi sống một mình tôi, rồi tôi chết thì tôi lên thiên đàng một mình tôi. Không có chuyện đó. Sống một mình thì được, nhưng mà lên thiên đàng một mình thì không hy vọng đâu, thưa anh chị em. Mình phải đồng lao cộng khổ với Chúa thì mới được hưởng vinh quang với Chúa. Cùng Chúa mà đi thu góp. Đi thu góp là đi quy tụ mọi người để họ nhận biết quyền năng lòng thương xót Chúa. Thế mình không như vậy thì là chống lại đấy, thưa anh chị em. Vì mình đã biết rồi mà. Đâu phải mình không biết. Những anh chị em không biết thì họ không có chịu trách nhiệm. Còn mình đã biết rồi, mình đã được hưởng quyền lợi rồi thì phải có trách nhiệm. Mình hạnh phúc là vì mình được nhận biết Chúa, nhận biết Chúa thương xót mình, nhận biết Chúa đầy quyền năng trên cuộc đời của mình. Và tại sao mình lại không đi để mà loan báo, đi mà thu góp lại, quy tụ lại, để cùng hiệp nhau mà cầu nguyện, cùng nhau mà lãnh sứ mạng, lại tiếp tục ra đi, rồi lại đi quy tụ những người còn đang tản mát khác về với lòng thương xót Chúa. Cho nên công việc mà chúng ta phải làm suốt cuộc đời của mình, mà Chúa nói Faustina là không những công việc sứ mạng của con là loan báo lòng thương xót Chúa ở đời này mà cả đời sau nữa. Chúng ta mới mừng lễ Thánh Faustina ngày 5 tháng 10. Teresa thì nói là về trời tôi sẽ làm mưa hoa hồng. Tức là vẫn tiếp tục cầu bầu cùng Chúa. Qua lời truyền cầu của Teresa, Chúa ban ơn phúc xuống cho con người, những người tin vào Chúa. Thì Faustina nói rằng sứ mạng của tôi vẫn tiếp tục khi tôi qua đời, khi tôi về trời. Thì trên nước trời, Faustina vẫn ghé mắt đoái thương nhìn đến công việc của chúng ta và cầu bầu cùng Chúa thi ơn giáng phúc trợ giúp cho chúng ta để làm công việc là loan báo lòng thương xót Chúa. Và loan báo lòng thương xót Chúa chính là đi thu góp. Đi thu góp lại, đi quy tụ lại. Có nhiều anh chị em lại làm ngược lại. Đó là gây chia rẽ. Gây chia rẽ, đi phân tán, thọc gậy bánh xe, ném đá dấu tay, rồi cứ đi nói xấu người này, nói xấu người kia, để cho chị em, anh em bất hòa, nghi ngờ, rồi hoang mang, hoảng sợ. Đó là công việc của ma quỷ. Đó là công việc của ma quỷ. Mà chính ma quỷ nó cũng không có tự chia rẽ, mà Chúa Giêsu nói nếu mà ma quỷ nó tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó cũng không thể tồn tại được. Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Mà có những người làm cái công việc đi, cứ đi gây chia rẽ thay vì thu góp, thay vì quy tụ, lại phân tán, lại chia rẽ, thì mình đang làm công việc của ma quỷ. Mà chính ma quỷ nó không tự nó chia rẽ, mà nó họp nhau lại, quân binh của nó bao nhiêu là người chúng ta, làm sao chống lại cả một quân binh đông vô kể ma quỷ. Nó đi khắp nơi, nó cám dỗ, đi khắp nơi, nó gây hoảng loạn hoang như là virus corona vậy, phát tán rồi nó làm cho người ta hoảng mang lo sợ. Thế thì thưa anh chị em, người ta thấy Chúa thể hiện quyền năng của Ngài qua việc trừ quỷ, thay vì nhận biết quyền năng của Chúa. Vì Chúa chỉ sử dụng quyền năng để mà bảo vệ, che chở, giúp đỡ, bênh vực người khác mà thôi. Không bao giờ Chúa thể hiện quyền năng vì lợi ích của mình, cũng như là để tỏ ra cái vinh quang của mình, để cho mọi người ca tụng. Chúa không làm công việc đó. Vì việc của Chúa là thi hành ý của Cha,
trong hoàng điện, ma quỷ cám dỗ Chúa để lấy cái vinh quang, lấy cái quyền năng của Ngài ra để phục vụ Ngài. Ông đói thì ông lấy quyền của ông mà biến đá thành bánh mà ăn đi. Không, người ta không sống bởi cơm bánh mà sống lời Chúa. Ông có ngon thì ông gieo mình xuống đi, ông tỏ quyền năng của ông ra đi để cho người ta lé mắt rồi người ta phục ông. Rồi nó còn lấy lời Chúa ra bảo thiên thần sẽ tay đỡ tay nâng. Chúa vẫn không, tôi không thể hiện quyền năng đó ra để cho người ta tôn vinh tôi. Có nhiều khi ta cũng bị cám dỗ. Bây giờ virus corona vậy, bây giờ Chúa là một cơn mưa diêm sinh đó, đốt sạch hết virus rồi bẻ cổ hết tất cả những người gây ra những cái đó để tỏ vinh quang của Chúa, rồi người ta tin Chúa. Chúa bảo không, Chúa muốn dùng cái chết, cái đau khổ thập giá để cứu người ta, chứ không phải dùng quyền lực để ép người ta phải theo Chúa. Dùng tình yêu, tình thương. Và khi mà thể hiện quyền là để diễn tả tình thương, chứ không phải dùng quyền để chứng tỏ rằng mình là người có quyền. Có nhiều người ở ngoài đời cũng như trong đạo quên một điều, như là Philato. Chúa Giêsu bị điệu đến trước Philato. Philato bảo ông không biết rằng tôi có quyền kết án và có quyền tha ông hay sao? Chúa Giêsu nhìn thẳng vào Philato và nói: ông không có quyền gì trên tôi. Nếu ở trên không ban cho ông thì ông cũng chẳng có quyền gì trên tôi cả. Ngoài đời thì Philato phải nhận quyền từ hoàng đế Roma. Còn chúng ta có được một vai trò, vị trí, chức vụ nào? Đương nhiên cái vị vai trò, chức vụ nó đi đôi với cái quyền để thi hành cái chức vụ đó. Nhất là trong đạo, mình được bầu làm bề trên, được làm truyền chức linh mục, giám mục, hồng y và ngay cả Đức Giáo Hoàng đi nữa, làm cha sở, làm cha giáo vân vân. Tức là mình được trao ban một cái chức vụ và đồng thời có một cái quyền. Mà cái quyền ấy để thi hành chức vụ, mà chức vụ ấy là để phục vụ. Vậy thì khi tôi thi hành cái quyền đi kèm với chức vụ của tôi là để tôi phục vụ người khác, để tôi giúp ích cho người khác, để tôi đem lại cái lợi ích cho người khác, chứ không phải để đem lại lợi ích cho tôi. Ngoài đời người ta cứ có quyền là đi với lợi, gọi là quyền lợi, đúng không? Có chức vụ là đi đôi với bổng lộc. Thế gian nó như thế. Mà chả nhẽ như những người có đạo của mình đi theo Chúa, Chúa là đứng khước từ hết quyền lực, hết vinh quang, hết tất cả bổng lộc, tất cả mọi thứ khước từ hết, trở nên hoàn toàn như không trong thân phận một con người, như là kẻ tội lỗi, như là người nô lệ vậy. Không dành cho mình vinh quang, quyền lực, chức tước, địa vị gì hết. Mà khi Chúa xua trừ ma quỷ như vậy, là Chúa cho người ta thấy được quyền năng của Thiên Chúa, của ánh sáng trên bóng tối, của Thiên Chúa trên ma quỷ, để cứu vớt con người ta khỏi bị nô lệ, khỏi bị thống trị của ma quỷ. Vì thương con người đang bị ma quỷ thống trị, Chúa mới tỏ quyền nó ra mà xua trừ ma quỷ. Nhưng mà khốn nỗi, con người ta ngoan cố cứng lòng, không nhận thấy quyền năng lòng thương xót Chúa. Khi thấy Chúa thể hiện quyền năng lòng thương xót là vì xót thương, thể hiện quyền năng vì xót thương, cho nên mình mới tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa. Chúa chữa lành người bệnh tật thân xác, người bệnh tật tâm hồn. Chúa ban ơn lành cho những người kêu cầu Chúa, giải gỡ những khó khăn, trợ giúp những lúc mà lâm nguy vân vân. Và người ta lên, người ta làm chứng về quyền năng lòng thương xót Chúa trên họ, thì mình lại đổ vấy cho là đóng kịch, đổ vấy cho là bày mưu bố trận rồi giàn dựng vân vân. Như vậy thì mình làm cho công việc của Chúa thành công việc của ma quỷ rồi. Ma quỷ nó mới bày trò như thế, ma quỷ nó mới giả tạo như thế, ma quỷ nó mới bịa đặt như thế. Cẩn thận, hết sức cẩn thận. Khi mình phê phán, khi mình đánh giá, khi mình kết án những công việc của Thiên Chúa làm, ta phải khôn ngoan sáng suốt, đừng có mê tín,
Đừng có để cho ma quỷ nó làm cho mình tưởng rằng đó là công việc của Chúa. Có nhiều người bây giờ đang làm công việc của ma quỷ, suốt ngày phát tán những tin tức thất thiệt, suốt ngày phát tán những video, những clip chống lại Đức Giáo Hoàng, kết án Đức Giáo Hoàng, chống lại giáo hội. Rồi thì xưng mình là được Chúa tỏ hiện, được mẹ dạy dỗ, rồi là mẹ Chúa Trời, nhà của Chúa Trời, vân vân. Mình đang là tiếp tay cho ma quỷ làm công việc đó đó. Thì mình lại không sáng suốt để nhận ra đó là công việc của ma quỷ. Trong khi những người chân chính, những người chân thành, những người mà trung thực thì mình lại đổ vấy cho họ là công việc của ma quỷ. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình biết rõ đâu là công việc của Thiên Chúa và đâu là công việc của ma quỷ. Mà tiêu chuẩn mình nhận rất là dễ. Những người mà làm cho công việc của ma quỷ thì nó muốn tôn vinh nó. Họ tôn vinh họ, họ xưng họ là thế này, họ xưng họ là thế kia, và họ kết án những người không theo họ là thế này là thế kia. Rồi họ lên mặt họ dạy dỗ cả Đức Thánh Cha, cả hàng giáo phẩm và cả những người mà đáng bậc thầy của họ, họ cũng lên mặt họ dạy dỗ. Họ tôn vinh họ, họ xưng họ là thế này là thế kia. Cái đó là công việc của ma quỷ thôi. Còn những người mà chỉ quy về vinh quang lòng thương xót Chúa, quyền năng lòng thương xót Chúa, mình chỉ là tội lỗi, mình chỉ là kẻ bất xứng, mình chỉ là kẻ bất tài, mình không đáng gì cả, mà tất cả là do quyền năng lòng thương xót Chúa trên con người tội lỗi, trên con người bệnh tật, trên con người yếu đuối, để cho người ta thấy quyền năng lòng thương xót Chúa, để tôn vinh Chúa, ngợi khen Chúa, chúc tụng Chúa, chứ không phải tôn vinh bất cứ một cá nhân nào. Rõ ràng như vậy, thưa anh chị em. Có tiêu chuẩn rõ ràng như vậy. Cho nên, khi Chúa ban cho mình chức vụ này, đồng thời đi kèm với một cái quyền, nhớ là thi hành quyền để phục vụ, để cứu giúp, để nâng đỡ, chứ không lạm dụng quyền hành của mình để thống trị, để bắt nạt, để o ép, để kết án, để chủ dập người khác và để tôn vinh mình lên, chứng tỏ rằng mình là người có quyền đây. Nào mà Chúa nói ai không đi với tôi là chống lại tôi. Chúa nói như thế chứ không phải là mình là người có chức có quyền mình nói đứa nào không nghe tao, đứa nào không nghe lời tao là chống lại tao. Đâu phải. Rồi đứa nào mà không về phe với tao, đó là chống lại tao. Đâu phải. Tôi chỉ vâng lời Thiên Chúa chứ, tôi chỉ đi với Chúa thôi chứ, đâu có phe, đâu có nhóm nào. Thưa anh chị em, và mình có quyền thì mình chỉ là để phục vụ mà thôi, để mà quy tụ chứ không phải để phân tán, để làm tôn vinh Chúa chứ không phải để tôn vinh mình. Mà nếu mình đi ngược lại như vậy, thưa anh chị em, coi chừng. Nếu tôi dựa vào thế bên Giê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa vào ai mà trừ? Và vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông, mà các ông không nhận ra. Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta, thể hiện quyền năng lòng thương xót của Ngài mà mình không nhận ra Ngài. Mình chống lại, mà nhớ không đi với tôi là chống lại tôi. Không cùng tôi thu góp là phân tán. Và nhớ, khi mà mình được Chúa cứu, được Chúa chữa lành, đừng có tự hào, tự mãn rằng như vậy là mình ngon rồi, mình tốt rồi. Không. Thần đuối xuất một người, nó đi rảo quanh, rồi không có chỗ nào nó lại quay trở về, và nó đưa tới 7 thần khác, và lúc đó thì tình trạng còn khốn hơn nữa. Mình tội lỗi, mình bệnh tật, mình yếu đuối, được Chúa thương, được Chúa cứu, mình tạ ơn Chúa và khiêm tốn kêu cầu Chúa hàng ngày và gắn bó với Chúa càng ngày càng chặt hơn. Nếu không, ta tự mãn, ta tự hào, ta cho rằng mình là người được ơn riêng, là người có quyền, có chức, có thế này, có thế kia. Và hãnh diện, lúc đó ta đang rước ma quỷ về. Và lúc đó tình trạng nó còn ghê gớm hơn nữa. Xin Chúa cho mỗi người chúng con
nhận biết được quyền năng của Chúa. Để chúng con quy phục Chúa và chỉ quy phục một mình Chúa mà thôi. Để cùng với Chúa chúng con ra đi loan báo quyền năng của Chúa. Cùng với Chúa chúng con quy tụ những người để nhận biết lòng thương xót của Chúa. Và xin Chúa tha thứ cho chúng con. Vì nhiều lần chúng con đã không nhận biết quyền năng lòng thương xót của Chúa. Chúng con đã đi tìm vinh quang của mình, đã thể hiện quyền lực của mình để tôn vinh mình, để trấn áp người khác, để áp bức người khác, để chui dập người khác mà không dùng quyền ấy để phục vụ như Chúa đã dùng. Anh chị em thinh lặng cầu nguyện. Xin Chúa cho tất cả những người được Chúa ban quyền để phục vụ, dù ở chức vụ nào, trong giáo hội hay ngoài xã hội, quyền là để phục vụ về lợi ích của người khác và thực hiện việc đó để tôn vinh quyền năng của Chúa. Xin tha thứ vì chúng con đã lạm dụng quyền lực để o ép, để tôn vinh mình và bắt nạt người khác. Xin cho những người xin chúng con khấn nguyện được ơn chữa lành bệnh thân xác tâm hồn, được ơn bình an, được ơn hoán cải và những ơn như lòng mong ước. Mời anh xem cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nạm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an. Mẹ Maria, đoàn con xin.